chào các em nhá. Hôm nay chị có một bức tranh đứng đá hình một cô bé đang đánh đàn. Các em có nhìn thấy không? Còn đây là một quả trứng hình chú thỏ. Còn đây là những cây bút màu được chị xếp thành ông mặt trời. Vậy các em cùng chị bước chân vào bức tranh này nhá. Và cùng chị theo dõi chị đính đá để làm cho bức tranh này thêm đẹp và sặc sỡ hơn nha. Cái vành của cái lón chị sẽ đính màu tím. Và cái vành ngoài chị sẽ đính màu đỏ nha các em. Tóc chị sẽ đính màu vàng cho nổi bật. Bây giờ các bạn tây lắm các bạn ạ. Bức tranh để đẹp hơn thì chúng ta cần phải tỉ mỉ các em ạ, không thể vội vàng được nhé. Tại vì bức tranh này nếu như chúng ta đính đá màu gì cũng được, nhưng chúng ta cần phải cho ngay ngắn, khép cái hình hạt cho đều, không nó sẽ bị lộ, nó sẽ làm cho bức tranh xấu đi ấy. Tranh đính đá này nó rất dễ các em ạ, em nào cũng có thể làm được. Nhưng chúng ta cần phải tỉ mỉ nhé. Chúng ta không thể vội vàng để được bức tranh đẹp được đâu. Chúng ta cần tỉ mỉ, thực ra nó không quá mất nhiều thời gian. Nó chỉ rơi từ 5 đến 10 phút thôi là chúng ta đã có một bức tranh đẹp rồi. Giống như chị đang làm này. Khi mình đính đá mà thấy nó lệch ấy, chúng ta sẽ có thể điều chỉnh. Đấy, như cái hình này là chị sẽ chỉnh luôn này. Cái mũ này vành trong chị sẽ đính màu tím, vành ngoài thì chị sẽ đính màu hồng.
tóc thì chị vẫn cho màu vàng để cho thể hiện sự cá tính nhé. Đây là màu vàng chanh nhé. Nhiều bạn nhìn vào tưởng màu xanh nhưng không phải đâu em ạ. Đây là màu vàng chanh nhé. Bàn piano này thì chị cũng đính màu đỏ cho nổi bật hơn. Cái đuôi tóc thì chị sẽ đính màu trắng nha em. Kiểu váy lai ấy. Vậy là chị đã hoàn thiện xong bức tranh rồi, bây giờ chị chỉ chỉnh những chỗ bị lệch không này. Đấy, chị cần di tay thôi, anh em nhìn này. Đấy, là nó sẽ vào để cho bức tranh đẹp hơn đấy. Vậy bức tranh của chị đã được hoàn thiện đấy các em. Các em thấy đẹp không? Vậy chị tạm biệt các em nhé, đã theo dõi hết video của chị. Mong rằng các video tiếp theo chị sẽ làm những cái màu sắc sặc sỡ hơn nhé. Chị xin chào các em.